Xác thủy bị bắt, điểm danh những xác từng bị mắc cạn sau chương trình Shark Tank Việt Nam. Chương trình Shark Tank Việt Nam là một sân chơi cho những người có ước mơ khởi nghiệp. Sự cuốn hút không chỉ đến từ những màn gọi vốn gay cấn của các start-up, mà còn bởi sự xuất hiện của các cá mập lão làng trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây không ít cá mập lại nổi tiếng theo một cách khác, đó chính là dính vào các vụ lùm xùm. Trước Shark Thủy, một số nhà đầu tư như Shark Khải, Shark Tam, Shark Vương, Shark Liên, Shark Hưng cũng đã từng vướng phải những lùm xùm trong hoặc sau thời gian tham dự chương trình này. Từ cá mập triệu đô la Mỹ đến vòng lao lý của Shark Thủy. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục eGroup và công ty cổ phần đầu tư và phân phối eGame. Trước đó, từ cuối năm 2022, công ty của vị cá mập này đã vướng nhiều lùm xùm liên quan đến chất lượng dạy học, chậm trả lương giáo viên. Nhiều nhà đầu tư cũng đã gửi đơn tố cáo chủ tịch eGroup về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Ông Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là chủ tịch tập đoàn eGroup và tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ Apex. Hệ sinh thái của vị doanh nhân này bao gồm hàng loạt công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và kinh doanh thực phẩm sạch. Trong đó, một trong những công ty nổi bật là công ty cổ phần đầu tư Apex Holdings, mã cổ phiếu Upcom là IBC, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục. Công ty này sở hữu các chuỗi thương hiệu trung tâm dạy tiếng Anh như Apex Holdings, Apex Leaders và hệ thống mầm non eGarten, trường liên cấp Fairbank Australia. Ngoài ra, hệ sinh thái này còn có các công ty thành viên như công ty cổ phần đầu tư và phân phối eGame, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư eCapital, công ty cổ phần Apex Global. Đáng chú ý, ông Thủy từng nổi tiếng với vai trò nhà đầu tư khách mời trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Ngay mùa đầu tiên, Shark Thủy trở thành cá mập chi tiền nhiều thứ tư trong số 7 nhà đầu tư khách mời với số vốn cam kết lên tới 19,2 tỷ đồng. Trong mùa 2, ông cũng tham gia rót vốn cho nhiều start-up trong lĩnh vực giáo dục. Thương vụ lớn nhất chính là cam kết rót tổng cộng 500.000 đô la Mỹ vào công ty Magic Book, trong đó 200.000 đô la Mỹ để đổi lấy 30% vốn công ty và 300.000 đô la Mỹ là trái phiếu chuyển đổi. Ngoài ra, các thương vụ nổi bật của Shark Thủy còn có rót 5 tỷ đồng để đổi lấy 36% vốn của WeEscape, 5 tỷ đồng cho 46% của Top Cafe English, 3 tỷ đồng cho 80% chuỗi nhà hàng chay Pema. Trong mùa 3, ông cũng quyết định chi 43,15 tỷ đồng đồng hành cùng các start-up. Tổng cộng trong 3 mùa tham gia, giai đoạn 2017 đến 2019, Shark Thủy đã rót tiền vào 9 start-up với số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong đó, khẩu vị rủi ro chính của vị cá mập này là các start-up trong mảng giáo dục, thực phẩm. Tuy nhiên, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng, hệ thống kinh doanh của vị cá mập cũng không phải ngoại lệ. Doanh nghiệp của Shark Thủy sau đó rơi vào tình cảnh khó khăn do các hệ thống giáo dục bị đóng cửa vì dịch bệnh, tạo áp lực tài chính, đứt gãy dòng tiền. Cuối năm 2022, hàng trăm nhà đầu tư cá nhân từng rót tiền vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Thủy thông qua trái phiếu và thỏa thuận hợp tác chiến lược đã kéo đến trụ sở eGroup và nơi ở của gia đình vị doanh nhân đòi quyền lợi. Cùng thời điểm, chuỗi trung tâm tiếng Anh của Shark Thủy cũng vướng vào bê bối khi phải đóng cửa hàng loạt. Hàng loạt phụ huynh đến Apex Leaders để khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí. Có thời điểm, ông Thủy đã lên tiếng thừa nhận bế tắc, xin khất nợ cũng như giãn thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận để Apex tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc. Theo báo cáo ngày 26 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số tiền học phí phải hoàn trả cho phụ huynh trên địa bàn là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, Apex đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ hơn 93 tỷ đồng. Trưa ngày 26 tháng 3 năm 2024, đại diện Apex cho biết đơn vị này tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh. Hệ thống trung tâm tiếng Anh này cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra. Shark Khải và lùm xùm về xuất xứ hàng hóa. Ông Hoàng Khải, chủ tịch tập đoàn Khải Xin từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời mùa 1. Giai đoạn khởi động mùa 1 rất nhiều khán giả còn nhớ đến thông điệp của Shark Khải về triết lý kinh doanh như: tôi kinh doanh với một tấm lòng trung thực và theo suy nghĩ của riêng tôi thì lòng đố kỵ sẽ phải gục ngã trước sự trung thực. Hay như câu nói, trong kinh doanh đôi khi không được tham. Và vì sao không được tham? Là vì không bao giờ nên lấy những mục tiêu ngắn hạn mà làm sao nhãng đi những mục tiêu dài hạn. Không lâu sau,
ông Hoàng Khải dính vụ bán lụa Trung Quốc gắn mác Made in Việt Nam. Cụ thể, một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm của Khải Siêu tại cửa hàng trên phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm để làm quà tặng cho đối tác. Số khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khai Xin với đơn giá 644.000 đồng mỗi chiếc. Sau khi nhận hàng, khách hàng đã phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn hai nhãn mác khác nhau. Một nhãn với nội dung Khải Siêu Made in Việt Nam, còn một nhãn nữa với nội dung Made in China. 59 chiếc còn lại có dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ Made in China. Đến ngày 25 tháng 10 năm 2017, ông Hoàng Khải đã chính thức thừa nhận có bán hàng tơ lụa xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng. Tháng 12 năm 2017, Bộ Công Thương đã có kết luận công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Đức thuộc tập đoàn Khải Xin có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng, vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng. Căn cứ kết luận kiểm tra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyển hồ sơ, vật chứng cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đến ngày 14 tháng 12 năm 2017, ông Hoàng Khải đã thôi chức vụ người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Đức. Đến bây giờ, thương hiệu Khải Siêu vẫn được dùng để minh họa cho những vụ sai phạm về nguồn gốc hàng hóa. Xác tam và tranh cãi TV Made in Việt Nam. Một trong những cá mập tiếp tục dính tới lùm xùm là ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Năm 2019, khi vừa ghi hình xong tất cả các tập của thương vụ bạc tỷ và trong thời gian chờ phát xong, tập đoàn Asanzo của Sắc Tam dính nghi vấn sản phẩm nhãn hiệu Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt xuất xứ Việt Nam. Sau đó, Đài truyền hình Việt Nam đã thông báo ông Phạm Văn Tam sẽ không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò là nhà đầu tư khách mời của mùa 3. Cụ thể, tháng 6 năm 2019, tập đoàn này vướng phải lùm xùm nhập linh kiện rồi xé nhãn Trung Quốc, lột tem và dán tem nhãn Made in Việt Nam trong khi hàm lượng sản xuất ở Việt Nam rất ít. Cuối tháng 10 năm 2019, ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết Asanzo có nhiều vi phạm như lừa dối người tiêu dùng, vi phạm về xuất xứ hàng hóa, trốn thuế. Đơn vị sản xuất xác tanh cũng đã loại bỏ tất cả các phần ghi hình liên quan đến ông Tam. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều chuyên gia tranh luận hệ thống pháp luật chưa có quy định xuất xứ Made in Việt Nam với hàng hóa sản xuất, tiêu thụ trong nước. Liên quan đến vấn đề này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cho rằng do pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh về xuất xứ hàng hóa lắp ráp và lưu thông trong nước, cũng chưa có quy định tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam nên việc Asanzo mua linh kiện từ các công ty và cá nhân trong nước, sau đó thực hiện việc gia công, lắp ráp tạo ra sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam hoặc chế tạo tại Việt Nam, nước sản xuất Việt Nam, xuất xứ Việt Nam hoặc sản xuất bởi Việt Nam là phù hợp quy định và chưa có căn cứ xác định doanh nghiệp này lừa dối khách hàng. Với sự cố này, Sắc Tam tuyên bố Asanzo thiệt hại cả nghìn tỷ đồng. Sắc Vương rút khỏi vị trí lãnh đạo của loạt doanh nghiệp. Năm 2018, sau một thời gian tham gia Sắc Tanh, ông Trần Anh Vương, tức Sắc Vương, bất ngờ rút khỏi vị trí lãnh đạo của một số doanh nghiệp. Cụ thể, tháng 7 năm 2018, ông Vương đệ đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Y Việt Nam, mã chứng khoán TH1, nhiệm kỳ 2016-2021 và được Hội đồng Quản trị chấp nhận. Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SAM Holding, mã chứng khoán SAM, đã có nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Trần Anh Vương. Ông Trần Anh Vương là Tổng Giám đốc SAM Holding từ tháng 5 năm 2016. Ngoài SAM Holding, thời điểm này ông Vương còn là thành viên hội đồng quản trị của các công ty gồm Tổng công ty Dược Việt Nam, mã chứng khoán DVN, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, mã chứng khoán DNP, Công ty Cổ phần SAMETL, mã chứng khoán SMT và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG, mã chứng khoán BVG. Hiện ông Vương chỉ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG, mã chứng khoán BVG. Sắc Liên và lùm xùm nhà máy nước sông Đuống. Nổi lên từ Sắc Tanh mùa 3 năm 2019, bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Xuân Mai, Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Mặt Sông Đuống, cũng dính hàng loạt lùm xùm. Đầu tiên là vụ giá nước sông Đuống. Theo đó, nhà máy nước mặt sông Đuống khởi công hồi tháng 3 năm 2017 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 5.000 tỷ đồng, trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là hơn 999,6 tỷ đồng,
chiếm 20% tổng vốn đầu tư, gần 4.000 tỷ đồng còn lại là vốn vay. Dự án này được đánh giá là dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền Bắc do tập đoàn Aqua One của Sắc Liên làm chủ đầu tư. Bà Liên khi đó cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhà máy nước mặt sông Đuống. Tháng 9 năm 2019, nhà máy hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu vận hành, cung cấp khoảng 150.000 mét khối nước sạch mỗi ngày đêm cho người dân Hà Nội với mức giá được duyệt là cao nhất lên đến 10.246 đồng mỗi mét khối. Mức giá này thời gian đó đã khiến dư luận nổi sóng bởi đắt gấp 2 lần so với giá nước thông thường, trong khi giá nước sông Đà là khoảng hơn 5.000 đồng mỗi mét khối. Đến tháng 10 năm 2019, dự án này tiếp tục bị Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tuyết còi. Đơn vị này cho biết, qua một số lần kiểm tra, chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ các số liệu liên quan đến việc đảm bảo an toàn đường ống qua đường, chỉ tiêu cơ lý của đường ống cấp nước, thử áp tuyến ống, nên Cục Giám định chưa chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Đến tháng 11 năm 2019, Sắc Liên lại gây xôn xao mạng xã hội khi bà chia sẻ những hình ảnh đang chơi golf bên cạnh hồ chứa nước của nhà máy nước mặt sông Đuống. Nhiều người cho rằng, thái độ chơi golf đưa những quả bóng này xuống hồ là thiếu tôn trọng khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh lùm xùm thông tin giá nước sông Đuống cõng thêm lãi vay ngân hàng. Chưa dừng lại ở đó, trong thời điểm dịch COVID-19, công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông VASS của Sắc Liên tiếp tục gây sóng dư luận khi tung ra sản phẩm mới mang tên CoronaCare, chung tay đẩy lùi Corona. Theo đó, người mua chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng trên người trên năm, sẽ được hưởng quyền lợi tối đa lên đến 100 triệu đồng nếu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau thời điểm mua bảo hiểm, mà không giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính của công ty VASS do vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. Tháng 11 năm 2019, trên Facebook cá nhân Madame Liên được cho là của Sắc Liên xuất hiện câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời Thế chiến thứ 2 Winston Churchill: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường chỉ vì tiếng sủa của chúng." Mặc dù dòng trạng thái trên đã được gỡ và bà Liên cũng đã lên tiếng giải thích là chỉ dẫn lại lời nói chứ không có mục đích gì, song dòng trạng thái này cũng đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Sắc Hưng người nhà của công ty đa cấp. Ông Phạm Thanh Hưng, tức Sắc Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ là gương mặt thân quen của chương trình Sắc Tanh với 3 mùa liên tiếp. Sắc Hưng nổi lên từ những phát ngôn gây sốt như "hãy làm những gì không ai làm", "khi người ta đi chơi, giải trí thì các bạn học hỏi, nghiên cứu tăng trưởng kiến thức của mình. Như vậy các bạn mới có thể bảo vệ mình khi bước ra khỏi vòng an toàn", hay câu nói cần cù thôi chưa đủ, "muốn làm chủ phải tinh khôn". Ông còn là gương mặt thân quen của rất nhiều chương trình khởi nghiệp trong mấy năm gần đây. Cũng từ sự nổi tiếng này, Sắc Hưng rất được các thương hiệu, đơn vị ưa chuộng mời làm gương mặt đại diện và tham dự các sự kiện như để khẳng định sự uy tín của mình. Tuy nhiên, gần đây Sắc Hưng lại dính lùm xùm liên quan đến một công ty được coi là đa cấp với hiệu suất sinh lời lên đến 200% trên năm. Đó là ứng dụng BBI Man của công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam. Ứng dụng này được quảng cáo có phép thuật thần kỳ khi kết nối người bán và người mua, cho phép tích điểm, hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm. Trong mọi hoạt động của công ty BBI Việt Nam đều có hình ảnh của Sắc Hưng, từ lễ ra mắt tháng 1 năm 2019 đến lễ ký kết tháng 3 năm 2019. Sắc Hưng chia sẻ sau lễ ký kết, ông đã trở thành người nhà của BBI Việt Nam. Đây cũng là dự án mà Sắc Hưng dành những lời có cánh như khá hay và cho biết đã dành thời gian hơn một tháng nghiên cứu sâu về mô hình kinh doanh này. Thời điểm đó, Sắc Hưng còn nhận định việc tích điểm hoàn tiền sẽ giúp BBI hướng đến một công ty fintech và nếu có cổng thanh toán trực tiếp, giá trị của BBI có thể đạt đến vài tỷ đô la Mỹ, thậm chí 10 tỷ đô la Mỹ. Vào sinh nhật của BBI Việt Nam, tháng 10 năm 2019, Sắc Hưng xuất hiện với vai trò là cố vấn cấp cao. Sau khi dư luận phản ánh mô hình của BBI Việt Nam giống đa cấp huy động vốn, công ty này đã ra thông cáo báo chí thừa nhận một số yếu tố chưa phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều đặc biệt, trong thông cáo báo chí có nêu, Sắc Hưng là nhà đầu tư thiên thần của công ty trong giai đoạn start-up. Và đến nay Sắc Hưng đã thoái vốn, không còn liên quan đến công ty BBI Việt Nam. Tuy nhiên, đã có hàng nghìn nhà đầu tư gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an lãnh đạo công ty BBI Việt Nam đang chiếm đoạt nhiều tỷ đồng mà họ bỏ vào các ứng dụng. Nhiều người cho biết, vì họ tin tưởng vào sự chia sẻ và xuất hiện của Sắc Hưng trong các sự kiện của công ty BBI Việt Nam nên vét tiền vét của để đổ vào BBI. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!